Hello anh em, lại là mình đây, Khương Cà Lơ của anh em đây. Thì hôm nay gà này gà cái gói nghỉ trang bộ sữa này anh em. Thì ok, mình sẽ chuột bạch nhẹ một cái cho anh em xem. Thì không còn nhiều kim cương nữa rồi, còn có mấy trăm kim cương thôi. 900 kim cương, mình sẽ thử thách thử bản thân, thử có lấy được một bộ nào trong đây không nha anh em. Nếu mà không được thì cũng kệ luôn chứ biết sao giờ. Ok, chào đổi nè. Có cái quả keo, có cái dép nè, còn gì nữa không ta, cái bộ cá mập. Chắc có lẽ là nếu có thể sẽ đổi được mấy cái này cũng có thể chứ, không biết là có được không. Nhưng mà thôi chơi đi, nếu mà không được thì thôi nha anh em. Đã cố gắng hết sức rồi. Ok, 400. Trước khi mở thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Rồi xong. Bảy màu. 32. 32. Hey, được một phát 10. Ông định, ông định. 41 rồi. Hy vọng anh em ơi. Ok. Mở đây. 22. Khoan nha. 2. 10 nữa đây. 3. Chết tôi rồi. Ok. Để coi. 70 ba, 73, phải cố gắng thêm tí xíu nữa anh em à. Thôi bơm thêm tí xíu vậy chứ biết sao giờ anh em. Anh em đợi tí xíu nha, khá là tốn kém đây. Không có nhiều nữa rồi, lấy 20k, 50k đi nè. Ok, bơm thêm một ít kim cương nữa rồi đó anh em. Để coi cái này là 95, lấy bộ nam đi thì nó còn 20 nữa, tôi thì làm luôn 400 kim cương nữa đi anh em, là bay K2 thôi, đúng gà để 2k trừ xuống có lẽ là ngon. Ok, tỷ lệ của nó thì khá là khoai nha anh em, 95 thì ok. Lấy bộ nam hay bộ nữ đây anh em? Bộ nam này, bộ nữ này, nữ nhìn cụ te học me chưa. Ê, bà nữ có đôi dép y cụ teo anh em. Bữa nam cũng có cái đôi dép, cái này gọi là đôi gì ngủ anh em. Lấy bộ nam nha. Ok, chơi. Pyjama đây bạn. Đầu tiên mà chơi thể loại này khá là dị. Thompson lấy nốt đi. Ok, 24 giờ. Ok, mất 1k 2 kim cương để mới nhận được một bộ đồ anh em. Không đẹp nhưng mà thôi. Ok, để trước khi test thì anh em mình vô trong quay vàng đôm luôn cái bộ này, bộ chiến thần thiên hà nè. Bộ này thì khá là đẹp, theo mình nó còn đẹp hơn cái bộ tốn tiền lúc nãy nữa anh em. Ok, chơi chơi nhanh còn kịp. Bao nhiêu lúc kia rồi? 1.8 rồi. Ok, chuẩn nè. Sao mà đỡ được. Ok, cũng xịn nữa nè. Còn gì nữa không ta? 5 kim cương nhân hành động nè. Bữa trước thì mình không có làm video như cái này. Hay được mấy cái nữa kệ nó đi. Ok, vào huấn luyện test thôi em. 1k 2 kim cương để mà đổi được một bộ đồ thì mình cũng khá là chát anh em, không rẻ đâu. Ok, in game nè, nhìn dơ thiệt sự. Cái này có lẽ cái quần à. Ok, thấy thích cái quần pyjama, còn cái đôi dép thì thôi thôi rồi lượm ơi, chết tôi rồi. Đây mà 24 này thì theo mình là không có ngon lắm anh em, mình sẽ chủ yếu là test trang phục thôi nên sẽ không quan trọng nữa đâu. Ok, chết tí xíu. Ok, chơi này đây, sẵn áp cho anh em xem đây. Con người
Chợ. Ủa, sao không nghe tiếng? Chợ. Ơi, sao không nghe tiếng? Chạy đi đâu? Trời, cái súng. Cái súng nó bắn nhanh em. Chợ rồi. Cái súng này bắn còn không nghe tiếng mà anh em. Coi kìa, nó bị lỗi hay sao? Súng không phải delay anh em ạ. Hả, cái này bắn một phát thì nó sẽ không có ra tiếng luôn. Vậy thật sự sao sao hay là tại mình ta? Nó bị lỗi hay là tại mình anh em? Tôi test tí xíu cho anh em xem thôi. Nó còn không nghe tiếng mà. Lạ lắm anh em à. Kìa, đừng có chém kìa. Lúc nghe lúc không anh em. Vậy thiệt à. Vậy với ta cái súng gì lạ luôn. Anh em thấy cái trang phục này nó thú vị không? Cũng được, nhìn người sao tới cũng ok nữa nè. Trời, cháu ơi. Cháu ơi. Thanh niên chơi hẳn bình hít anh em à, đậu xanh vậy đó. Cái gì? Ma cái này sao lượng đâu bán. Cái súng này theo mình được tệ lắm anh em. Không thích kiểu sniper kiểu này. Khổ chịu với nồi. Sniper thì ra sniper, không thì thôi. Mẹ. Lỡ lỡ ương ương nhìn khó chịu vậy. Bán khẩu này để anh em mình chơi K98 còn ngon hơn. Chán, chán cái khẩu súng bắn nó cũng nghe tiếng mà anh em, đậu xanh vậy đó. Ồ, bước đi, mẹ ghét với nội. Ok, anh em ngắm lên trang phục này. Xịn sò chưa anh em? Video này chỉ đơn giản là test thử, xem thử mất bao nhiêu tiền để mà nhận được cái trang phục trong cái hòm cute này. Thì anh em thấy ok không? Ok hay không thì để lại dưới phần bình luận nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Bye bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.